Tác dụng của lá ổi theo sách, những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi trang 431 có ghi như sau. Lá ổi non, búp ổi non là một vị thuốc chữa đau bụng đi ngoài, kinh nghiệm lâu đời trong nhân dân đã sử dụng lá ổi, thường sử dụng dưới dạng thuốc sắc hay thuốc pha. Ngày dùng 15g đến 20g. Lá ổi non hay búp ổi non dùng riêng hoặc phối hợp với các vị khác như chè, gừng, quả ổi còn xanh có tính chất dùng để chữa đi ỉa phân lỏng ổi chính có tác dụng lợi nhuận. Rễ ổi và vỏ ổi cũng được sử dụng để chữa đi ngoài, rửa vết thương, vết viêm loét. Nếu dùng để uống chữa đi ngoài sử dụng 15 gam lá ổi non, búp ổi non sắc 200ml nước, nấu cạn chừng 100ml. Hết trích đoạn trong sách, một số thông tin tổng hợp tác dụng lá ổi như sau, uống lá ổi có tác dụng gì? Uống nước lá ổi có thể giúp kiểm soát và làm giảm các triệu chứng của tiêu chảy. Bởi vì, lá ổi chứa các hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh bên cạnh đó các hợp chất này có thể giúp làm giảm việc tăng sinh và phát triển của các vi khuẩn gây hại trong đường tiêu hóa lá ổi không chỉ là một biện pháp giảm cân tự nhiên mà còn an toàn cho sức khỏe thông qua khả năng ngăn chặn sự chuyển hóa của tinh bột thành đường trong cơ thể các hợp chất có trong lá ổi ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất từ đó giúp tăng cường việc đốt cháy chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ của mỡ thừa. Uống nước lá ổi có tác dụng gì? Uống nước lá ổi hay trà lá ổi có tác dụng giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt là trong trường hợp gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh tiểu đường. Bởi vì, trà lá ổi có khả năng hỗ trợ kiểm soát mức gluco trong cơ thể bằng cách ức chế hoạt động của enzyme alpha glucosida. Lá ổi tươi có tác dụng gì? Lá ổi tươi có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa tình trạng dị ứng. Lá ổi chứa các hợp chất có khả năng ngăn chặn sự giải phóng histamine, một nguyên nhân chính gây ra các triệu chứng dị ứng như ngứa ngáy, sưng và đỏ da. Ngoài ra, nước lá ổi còn chứa các thành phần hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, Nước lá ổi tươi rất có lợi cho người già, người có hệ miễn dịch yếu và những người cần tăng cường sức kháng. Lá ổi có chứa các chất chống oxy hóa và chất xơ hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch. Cụ thể như kiểm soát và ổn định huyết áp, hạn chế sự hình thành của các gốc tự do. Uống nước lá ổi nhiều có tốt không? Lượng nước lá ổi mà bạn có thể tiêu thụ trong một ngày cần tuân thủ một số yếu tố như tình trạng sức khỏe cá nhân. Tình hình cơ địa và hướng dẫn từ chuyên gia y tế. Riêng với trà lá ổi, bạn chỉ nên sử dụng từ 2-3 lần một tuần và không quá 200 ml nước trà mỗi lần uống, ngoài ra, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi uống, nhất là nếu bạn có các vấn đề sức khỏe hoặc đang dùng các loại thuốc đặc trị khác. Hy vọng những thông tin về tác dụng lá ổi sẽ giúp bạn tuy nhiên khi sử dụng bất kỳ một loại thảo dược nào hãy tham khảo từ các chuyên gia của y học cổ truyền nếu bị bệnh thì nên đến bệnh viện để khám tổng quát nha không nên dùng lung tung sẽ rất nguy hiểm có ngày bay